Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm món beef jerky. Tụi mình chuẩn bị làm món khô bò nè mấy bạn ơi. Bây giờ thì Hiền đã có cái bịch khô bò. Did I make this 2 nights ago, right? Yeah, 48 hours. Yeah. Thì chồng của Hiền mới nói là tụi mình đã nêm gia vị và để trong tủ lạnh 48 tiếng. Thì bây giờ làm đã sẵn sàng để mà làm món khô bò thôi mấy bạn. Thì ở trong đây á, là Hiền có để nè đường, muối, bột nêm, nước tương. Với lại nước tương mà dạng như kẹo á mấy bạn. Và sả nè, tỏi nè, cái gì nữa ta, bột ngũ vị hương và bột nghệ. Thì nói chung là rất là thơm. The smell of both. No, I smell the open mouth for me. Chồng Hiền á, kêu Hiền mở ra để cho anh hửi. Yum. Oh, thơm ấy. Smells good. Smells good, right? Probably not as good as mine, but... Ôi, anh nói là không có thơm bằng của ảnh kìa mấy bạn. Coi em nghe quốc kìa, em quốc cũng ngửi kìa mấy bạn. You want some, I am? Mine's already in the oven and we can smell it cooking now. Yeah. Been in there for probably half an hour. Half an hour already. Oh no, yeah. Not cooking but drying, yeah. Thì chồng của Hiền mới nói là ảnh đã để một mớ khô bò của ảnh vô rồi. Có nghĩa là tụi mình làm hai loại khô bò khác nhau. Của Hiền là phiên bản Việt Nam, còn của ảnh là phiên bản của người Úc. Thấy mấy bạn ha. Thì chừng nữa khi mà làm một hồi, khi mà làm xong thì tụi mình sẽ ăn thử để nói cảm nghĩ cho mấy bạn nghe. Thì bây giờ how should I stick them separate, right? A bit separate. Thì bây giờ là cái công đoạn mà Hiền sẽ gắn thịt bò vô gì nè mấy bạn. Thì khi mà mình để nó vô lò nướng á, mình sẽ để vô cái miếng cái cây chim lộ cái lò nướng á, xong rồi mình sẽ để hong như vậy. Is it that we have to put it in there for 4 hours? 4 hours, yeah, at about 90 degrees C. 90 degrees C, yeah. Anh nói là just open so the air can get out. Yeah. Anh nói là mình sẽ nấu như vậy cỡ khoảng 4 tiếng và cái nhiệt độ là 90 độ C. Và cái cửa của cái lò là mấy bạn cũng phải mở hé hé để cho cái hơi thoát ra mấy bạn. Đây nè mấy bạn ơi. Thơm quá. You think this is fine, but? Yeah, one more. One more. That's good spread, but. Yeah. You want them spread out so they can get air all around them. Đó, thì chồng của Hiền nói là có cái khoảng cách như vậy giữa những miếng bò là tốt. Tại vì mấy bạn muốn cho những miếng bò sẽ cách xa nhau để có để cái không khí á, cái không khí nóng để nấu bò nó có thể xuyên qua được hết ha. So I do a little bit down here. Thì Hiền mới hỏi chồng Hiền là bây giờ em gắn vô nhiều em bỏ xuống cái miếng này đúng không? Thì anh nói ừ. Đây và bây giờ Hiền cứ tiếp tục như vậy nè mấy bạn. Mấy bạn có bao giờ làm món này ở nhà chưa? Ở bên đây á, khô bò bán mắc lắm, cho nên tụi mình làm gì á tiết kiệm được tiền á mấy bạn. I've just explained to them that beef jerky is quite expensive in Australia. Yeah. So when we make it at home like this, we can save quite a bit of money. And when I go to Vietnam, I can't get the beef jerky that I like in Australia. So yeah. I'm better off just making my own. That's why I started making my own. Thì ảnh nói là khi mà ảnh qua Việt Nam chơi đó, thì ảnh cũng không có tìm được cái loại khô bò mà ảnh muốn ăn. Cái hương vị của bên Việt Nam mình là làm giống như kiểu Hiền đang làm nè, thì là hương vị của người châu Á. Còn người châu Âu thì họ lại muốn ăn hương vị khác nữa mấy bạn à. Đó thì cho nên ảnh cũng phải tự làm thôi. Chứ lúc qua Việt Nam cũng đâu mua về được. Tại hương vị đâu giống như ảnh muốn, mua về cũng đâu có đúng ý đâu. Đó, ăn khô bò là mỗi đứa một ý gì nè mấy bạn. Yeah, so in Vietnam they have their jerky over there is quite sweet. Yeah. And it's a lot different to what we're used to here in the West, so it's nice, but it's, you know, it's different. It's not what used, you know, what I'm used to, so. Yeah. And Hin doesn't really, she doesn't mind eating the Western version, but again, she's used to what she's used to eating, so. Thì chồng của Hiền, anh Chris, anh mới nói là cái hương vị của cái khô bò khi mà qua Việt Nam ăn á là nó là hương vị ngọt. Đúng rồi, khô bò của mình là nó ngọt đó mấy bạn. Còn trong khi khô bò
Trong khi cô bò của người Úc của bên đây á là cái vị nó là cái vị mặn mặn, các bạn gọi là savory. Cho nên nó ảnh nói là hiền ăn khô bò của ảnh cũng được, mà hiền ăn khô bò của Việt Nam cũng được. Cho nên đối với hiền thì cái nào cũng được. Còn ảnh thì ảnh vẫn thích của ảnh hơn vì nó mặn mặn. Đây nè, siêu quậy nè cô chú ơi, lại là siêu quậy đây. Con đang làm gì đó? Hồi nãy cái lúc mà hiền ăn cơm với mấy bạn mà hiền ẵm bé á, cái là bé nhìn hiền uống nước, cái bé nhìn theo, cái hiền mới đưa lại thử coi bé có hạ họng không. Hạ họng ra liền luôn, lúc này là biết xin ăn rồi đó mấy bạn, biết là ăn được rồi cho nên xin rồi đó. Đó thì một cây như vậy là hiền để có khoảng 5 miếng bò thôi mấy bạn. Hồi nãy giờ hiền được mấy cây rồi? 5 cây rồi đó mấy bạn, hồi nãy giờ được 5 cây rồi. Ở bên Việt Nam mình á, mấy các bạn nào tự làm món này ăn chưa ha? Tại vì mua ở bển thì Hiền nghĩ cũng không có đến nỗi, có cũng có mắc nhưng mà không có đến nỗi mắc như bên đây. How much is it for a kilo of beef jerky in Australia? But I can't remember. I think it's about few hundred, right? Yeah, like $150 a kilo. Roughly, I don't roughly, know. Roughly, right? Yeah, roughly somewhere around there. It's not cheap. It's not cheap. Thì, so you buy like a 100-gram packet for about 15, 17. Yeah. 100-gram packet. Yeah. Yeah. What? Something. 30. No, it was 30 or something, was it? Maybe depend on the type also, depend on the quality. Yeah. Thì Hiền mới hỏi chồng của Hiền á là cái khô bò ở bên đây là cỡ nhiêu ký. Thì Hiền nhớ là có loại hình như là 100g là tới 30, có loại mười mấy đồng, có loại hơn nữa mấy bạn. Thì 30 đồng hay gì á, không biết đúng không. Hình như là mười mấy đồng là chính xác hơn, 17 đồng hay gì á. Vậy là một ký có 100 mấy đô. Mà trong khi mình làm ở nhà cũng đâu khó đâu mấy bạn ha. Miễn có lò nướng là làm được à. So a lot of people get a dehydrator. Yeah. Like a food dehydrator. Yeah. Which pretty much does the same job as what we do, but we just do it with our oven. Yeah. Thì ảnh mới nói là có một vài người mà có cái lò mà dehydrator, có nghĩa là cái lò mà để sấy sấy thịt rồi sấy trái cây đồ mấy bạn. Nhưng mà tại vì tụi mình thì không có cái đó, cho nên tụi mình làm bằng lò nướng. Thì cái nào cũng được. Do you think that it will be better quality if you make it by dehydrator or it will be the same? I've been making jerky for the last probably 2 years and I can make some pretty good jerky. So I reckon there's not a lot of difference, really. Not a lot of difference. No. Thì Hiền mới vừa hỏi chồng của Hiền á là no, I've never been sick off jerky either. Yeah. So it's not like it's a worse way of doing it. Yep. It still works. Hiền mới vừa hỏi ông xã của Hiền á là anh có nghĩ là nếu mà mình có cái máy sấy khô thịt với lại trái cây á thì cái sản phẩm của mình ra sẽ ngon hơn không? Thì ảnh nói là ảnh làm món khô bò này có khoảng 2 năm rồi. Khoảng 2 năm nay là ảnh tự làm ăn á mấy bạn. Anh nói là ảnh chưa bao giờ bị bệnh hay là gì từ món này hết trơn á. Và ảnh cũng nói là khi mà làm bằng cái lò nướng á là ăn làm ra ăn là nó vẫn ngon như thường, không có vấn đề gì hết trơn á. Cho nên hôm nào bạn nào thử làm đi. Ơi, ở đây ở bên phía bên tay trái là của anh Chris. Has it been in there for like 1 hour? 1. Yeah. 1 hour, right? Yeah. Thì bên trái là thịt bò của anh Chris là đã được hâm có khoảng 1 tiếng rồi. Bên phải là của Hiền mới bỏ vô nè mấy bạn. Đó. Rồi sau khi xong thì Hiền sẽ quay cho các bạn xem nha. Hai các bạn ơi, thì ở đây anh Chris anh đã làm xong một cái mớ khô bò rồi nè mấy bạn. Bây giờ thì tụi mình sẽ cho mấy bạn xem là khô bò làm tại nhà trông ra sao nha. Đó, ảnh cho mấy bạn xem nè. Đây, để Hiền cho mấy bạn xem cận cảnh nha. Thì đây là cái miếng khô bò mà anh Chris vừa làm xong nè mấy bạn ơi. Straight out. Straight out, eh?
để anh ăn thử xem mà nó cảm nhận ra làm sao hả các bạn ha. How is it, Bob? You can see it's very dry now. Yeah. Just all dried out. Mm-hmm. Anh nói là mấy bạn có thể nhìn thấy là cái thịt đó nó đã khô lại hết trơn rồi ha mấy bạn. Đây, thịt nó khô lại như vậy nè mấy bạn nha. Rồi bây giờ thì để Hiền ăn thử coi. Tại vì cái này là cái phiên bản của anh Chris làm, cái phiên bản của Hiền làm á là vẫn còn đang ở trong lò nướng. Có một tiếng nữa mới xong. Yum. Đây mấy bạn ơi. Yum nữa. Ừ. Nói sao nào? Nó khô. Khô mà khô vừa phải, dry but not too dry. Khô mà khô vừa phải chứ không phải là khô thấp luôn hay mấy bạn ha. Và cái hương vị thì ngon, thì thấy là anh thấy the natural flavor from the beef. Thì thấy, thì thấy nó có cái vị ngọt tự nhiên của thịt bò. Cái gia vị mà chồng của Hiền ướp á ăn được mấy bạn. Yeah, that's what I try and do. I try and make it like a natural, keep the natural flavor instead of like overpowering it with other stuff. Yeah. Thì chồng của Hiền mới nói là anh đã cố gắng để giữ cái hương vị tự nhiên thay vì là làm như gia vị nó nồng quá anh không thích. Anh thích giữ cái vị tự nhiên của thịt bò thì thấy đúng là vị tự nhiên lắm. Did you put any tomato sauce in there? Bit of barbecue sauce, soy sauce, garlic, and chipotle chili. Thì anh nói là anh để trong đây là sốt nướng, và nước tương, và tỏi, và cái gì? Cái sốt tương ớt gì của chipotle như thế? What is it? What is it? Chipotle. Chipotle. Mexican chili. Có nghĩa là cái đó là cái ớt của Mexico. Rồi. Thì đó mấy bạn. Đây. Rất ngon. Nó rất ngon kìa. Rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái phim mà tụi mình làm cái món khô bò này ha. Nếu mà các bạn nào mà thích đó có thể làm tại nhà nè, rất là dễ mà lại rẻ tiền nữa. Cảm ơn các bạn nha. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở phim sau. Nhớ đăng ký kênh của tụi mình nha. Bye bye.